Hi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ bán thanh lý cái con thanh lý thì cũng không ấy nữa, mà tại vì mình nâng cấp lên thì mình bán cái con máy bơm hơi cách âm của Hitachi hay Meiji gì đó nha anh em. Mình mua lâu rồi mà mình không nhớ, để mình coi coi. Nhưng mà mình chỉ biết nó của Nhật thôi. Đó, con này thì giá của nó là 6 triệu 8 nha anh em, 6 triệu 8. Con này chạy rất là êm, điện là 100V. Đây. Điện là 100V, công suất là 0.75 là 1 ngựa. Anh em, con này anh em mua về cứ việc xài thôi, là tại vì mình đang để zin nguyên bản, không có đụng chạm hay này kia gì hết nha. Đó, thì con này nó sẽ có hai đầu ra. Đầu ra đây là cái đầu ra ở trên, còn ở dưới là cái đường xả nước. Đó. Ha, máy thì nó sẽ hơi bụi do mình để lâu, nói chung là 1 tháng, 2 3 tháng mới bật một lần. Năm có khi bật có 2 3 lần thôi. Và đây là cách âm. Đó thì tổng quan ngoại thất của nó nè. Đây là thùng, nguyên thùng. Thì cơ bản của nó là không có bánh xe, và mình nghiêng ra mình khoan vô bánh xe, còn lại tất cả là nguyên zin. Đó. Ha, cái này là zin hết nè. Cái này là mình gắn thêm vào những đồ cao cấp không à. Đó. Ha, bánh xe vô thì mình dễ di chuyển, còn tổng quan của nó ở đây. Đó, con này về cắm điện là xài thôi nha anh em. Đó, điện 100V, công suất là 1 ngựa. Áp của con này là 77 kg. Áp của nó là 7 kg thôi nha anh em. Đây, áp nó tầm ở trong cái dải xanh này, bằng 7 kg. Đây là công tắc nè, bật qua là chạy luôn. Đó, nội quan, nội thất bên trong. Con máy này lau sơ đi thì rất là đẹp. Đó, mình chỉ biết con này là con cách âm thôi, mình cũng mua lâu quá không có nhớ nó hiệu gì nữa. Zin nguyên bản nha, nó sẽ có hơi bụi hoặc là hơi dơ, nhưng mà bộ máy móc thì là nguyên zin. Đây, mình có thể tâu xem rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ nổ máy, sẽ cắm điện. Đây, mình sẽ cắm điện nè. Con này nói chung là đêm chạy mình ngủ trong phòng nó, mình quên công tắc thì bật nó vẫn không có. Anh em, nó chạy rồi. Con này khoảng mấy phút đầy bình đó, khoảng tầm 3 phút. Bình nó là bình 15 lít nha anh em. Bình 30 lít. Bình này bình 30 lít. Bình này bình 30 lít. Để mình đo luôn cái kích thước thùng cho anh em dễ hình dung. Đó, mình thì giờ mình muốn mua con lớn hơn. Con lớn hơn mình mua thì nó là 12 triệu đó. Đây. Chiều ngang của cái thùng này là 68 nè. Chiều sâu là 40. Sâu 8 40 và chiều cao là cả bánh xe luôn là 92. Đó, chạy rất là êm. Áp là 7 kg nha nè. Bình 30 lít. Thì khi chạy nó sẽ rung, là cái thiết kế của nó là nó giảm chấn nha nè. Đó. Thiết kế bốn chân này dưới này nó có cao su, nó sẽ giảm chấn. Đây nè. Đó. Bốn chân dưới này là cao su giảm chấn nên là nó sẽ, anh em cảm giác nó bị rung nhưng mà không phải. Đại thùng rồi thì có rất là êm. Đó, con này nặng là 90 kg. Đó, từ lúc bắt đầu ấy nè, con này áp được là 7 kg. Ha, cắm điện là xài thôi, tại vì mình mua con lớn hơn nó 12 triệu, nên là bây giờ mình bán con này đi. Cái giá này là bằng giá ngoài bãi bán hiện tại nha anh em. Ngoài bãi hiện tại là không dọn không gì, vào được giá là rớt tiền thôi. Đó. À, 7 kg, áp con này là 7 kg, 7,5 kg, 7,5 kg, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 7,5 kg nha anh em. Con này thì giá là 6,8 triệu. Tổng quan rất là đẹp. Đây, xả hơi.
Ui cái này nước này. Nước này lâu quá mình không xả. Khóa lại. Nha. Mẹ mẹ lau cho con cái mà. Đó, lâu quá không xả nước thì chút nữa mình xả luôn cho anh em. À, con này anh em ở trong nhà thì rất là gọn gàng. Rất là êm, chạy không, nói chung là hàng Nhật thì anh em xài liên tục được. Nói chung là không xài cho tiệm thôi, còn anh em mà xài gia đình mà sơn sửa xịt bụi này kia thì rất là vô tư nha anh em. Rồi, con này chốt lại là 6,8 triệu nha anh em. Đó. Con này rất là êm. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.